Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Hữu Nhân. Hôm nay em dắt anh chị vào một cái khu dân cư thuộc là phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để giới thiệu cho các anh chị một cái ngôi nhà mà anh chủ anh cần bán gấp. Em đang đứng ở cái ngã tư của khu dân cư. Đây cái đường của mình là cái đường Nguyễn Cảnh Trân ha. Lộ giới của nó là 5,8m. Giao với đường Đặng Tất. Đây. Lộ giới 5,8m rất rộng nha anh chị. Có chiếc xe hơi đậu luôn. Và khi ngược chiều thì cũng có chiếc xe hơi chạy ngược chiều qua được luôn. Lộ rất rộng. Em dắt anh chị vào tham quan mà cái ngôi nhà anh chủ anh bán. Đây. Chính xác là ngôi nhà em đang quay trên màn hình. Màu trắng. Nhà của mình là một trệt một lầu nha. Em dắt quý anh chị vào trong để tham quan. Nhà của mình là có diện tích là ngang 5,8m, dài 17,6m nha anh chị. Nay em dắt anh chị lên lầu tham quan. Đây là ở trên lầu. Trên lầu mình nhìn xuống nè. Cầu thang hình xoắn ốc nha. Em dắt chị anh chị ra ngoài hiên nha. Cũng ở trên lầu. Rất là mát. Khu dân cư này khá là đông dân cư nha quý anh chị. Rất là đông nhà ở nè. Xung quanh có nhiều nhà yến lắm. Rất nhiều nhà yến. Này là em đang đứng ở trên nên mình cho anh chị là nhìn thấy quang cảnh xung quanh của cái khu dân cư này nha. Khu dân cư này là khu dân cư An Hòa. Rất nhiều nhà yến. Phía trước của mình là cái đường Lâm Quang Kỳ nha. Đường Lâm Quang Kỳ đó là mình, cái trục đường đó là mình về Phú Cường. Đây, rất là đông nha, nha anh chị. Theo như em thì được biết là cái ngôi nhà này nếu mà mình đổ móng á, mình lên một cái nhà yến để mình kinh doanh luôn, rất là tiện luôn á anh chị. Em xin nhắc lại là cái diện tích của mình là 5,8m, 17,6m nha. Và nó thuộc cái khu dân cư An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đây là WC nè.
phía sau. Ở trên đây rất là mát nha anh chị. Xung quanh phải nói là rất là nhiều nhà yến. Nay mình có đường lên cái hiên ở bên trên nữa này. Thì em dắt anh chị, sẵn em dắt anh chị lên trên luôn. Cầu thang này thiết kế rất là an toàn. Đây mình đã lên trên, trên đây là gọi là trên đỉnh của nhà luôn á, trên nóc nhà luôn rồi. Càng lên cao thì lại càng mát. Cái sân ở trên đây rất thích hợp cho những anh chị mà thích chơi kiểng, trồng một cái loại cây nào đó, hoặc là mình có thể mà dựng lên một cái nhà để mà mình nuôi yến luôn nữa. Đây xung quanh ơi, nếu mà anh chị có quan tâm đến cái ngôi nhà này á, mình vui lòng liên hệ cái số điện thoại mà em đã để trên màn hình. Giá bán em cũng có để trên cái tiêu đề. Mình ở là cái ngôi nhà mình thuộc là cái địa chỉ là cái phường An Hòa, khu dân cư An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Rất mong được anh chị quan tâm ạ. Xin chào quý anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi clip của em. Hẹn các quý anh chị vào những clip tiếp theo trên kênh Nhà Đất Hữu Nhân. Xin chào tạm biệt ạ.